5 số đuôi điện thoại may mắn khiến gia chủ đắc tài sai lộc, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà. Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, quý vị có biết là cái số điện thoại cũng ảnh hưởng đến cái vận mệnh của cuộc đời mình hay không? Hãy cùng xem ngay để biết cái ý nghĩa của số điện thoại của mình có mang lại cái vận may cho mình hay không. Thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên thì các con số thường bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Những con số càng đứng sau là những con số càng có giá trị lớn. Những con số càng về sau thì càng mang ý nghĩa tốt đẹp. Con số cuối cùng thì đại diện cho sự kết thúc. Một kết thúc đẹp hay là xấu thì đều do cái ý nghĩa của con số này tạo mà ra. Do đó, hai số điện thoại cuối cùng của SIM điện thoại là hai cái số chiếm cái vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ cái dãy số điện thoại. Nếu mốc thời gian được chia làm 3 mốc, quá khứ, hiện tại và tương lai, hoặc khởi đầu, diễn biến và kết thúc, thì một cái dãy SIM số điện thoại cũng được chia ra làm 3 cụm số tượng trưng cho 3 mốc và sự việc diễn ra ấy. Đầu số là tượng trưng cho quá khứ, cho sự bắt đầu. Số giữa là tượng trưng cho hiện tại, cho những cái sự việc đang diễn biến, đúng không? Và cái số đuôi ấy, nó tượng trưng cho cái tương lai, cho những cái điều may mắn sắp xảy ra và là biểu thị của một cái kết. Như vậy, có thể khẳng định hai số cuối điện thoại là hai cái số dự báo về một cái kết dành cho chủ nhân của cái SIM điện thoại đó. Cái kết này phụ thuộc hoàn toàn vào cái ý nghĩa của hai con số này. Một khởi đầu có thể là hoàn hảo, nhưng nó gần như là bị phá hỏng nếu như không có một cái kết thúc hoàn hảo. Một khởi đầu khó khăn, vất vả, một diễn biến đầy cố gắng, đầy nỗ lực, nhưng mà có một cái kết có hậu là một điều mà ai cũng mong muốn. Muốn biết được cái số điện thoại đẹp hay xấu thì chúng ta cũng phải xét vào cái ý nghĩa của từng con số đó. Và theo quan niệm của dân gian thì các con số nó có ý nghĩa như sau. Thưa quý vị, đầu tiên là số 0, đúng không? Số 0. Số 0 là số vạn, là sự khởi phát, là sự bắt đầu, là sự lặp lại và là gì? Là tiền đề cho mọi việc. Thứ hai là số 1. Số 1 là số sinh ấy, là sự khởi đầu, là sự vững bước. Thứ ba là số 2. Số 2 là mãi, là mãi mãi, là bền lâu. Thứ 4 là số 3. Cái số 3 ấy, nó tượng trưng là tiền, là tài bạch, là tiền tài, là tài vận, là tiền đồ, đúng không? Và thứ 5 là số 4. Thứ 5 là số 4, đúng không? Thứ 5 là số 4. Thì cái số 4 nó là mạnh, là sức khỏe, là vượt khó. Thứ 6 là số 5. Số 5 thì cái ý nghĩa của số 5 nó là số sinh, là sự sinh sôi nảy nở, là sự phát triển. Đấy, là tượng trưng cho gì? Cho chữ phúc. Và ý nghĩa của số 6 này, số 6 này là lộc, là may mắn, là lợi lộc, là niềm vui. Số 7. Số 7 là gì? Là tài, là thiên tài, là tài năng, là cái sự vươn lên, cái sự đột phá và là cái sự sáng tạo. Số 8. Số 8 là phát, là cái sự phát triển, là sự tăng lên. Số 9. Số 9 là sự trường cửu, là gì? Đỉnh cao của quyền lực, là quan lộc, là cái sự bền vững, là sự trường thọ và bền lâu. 2. Những số cuối SIM điện thoại mang lại cái may mắn, cái tài lộc cho chủ nhân. Thứ nhất đó là gì? Là số 0. Thì số 0 ấy, trong mệnh lý được xem là một cái khoảng không, là sự trống rỗng. Mọi chuyện bắt đầu từ con số 0 ấy, thì đều có cơ hội nhận được cái sự may mắn ngay từ đầu. Số 0 là cái khởi điểm, khởi đầu tròn trịa, suôn sẻ. Nó cũng giảm đi nhiều cái phiền não, cái sự căng thẳng trong cuộc sống của bạn, khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Tài vận và niềm vui thì sẽ liên tục gõ cửa. Vì thế, khi chọn mua số điện thoại ấy, thì các bạn hãy lựa chọn cái số 0 là cái số cuối cùng để mang đến nhiều cái điều tốt đẹp, mang đến cái vận may và cái sự bình an. Nếu số điện thoại của bạn kết thúc bằng cái số 0 ấy, thì bạn cũng là một trong những người may mắn. Số 0 là con số tượng trưng cho sự tốt lành, có thể đem đến cái vận may cho chủ nhân. Con số này có thể sẽ giúp bạn và những người xung quanh kết nối lại với nhau nhiều hơn. Ngoài ra, số này còn mang đến cái sự bình an, đại cát và cát lợi cho các bạn. Đấy, số thứ hai là số 3. Thì với những người mà sở hữu cái số đuôi ấy là số 3 ấy, số 3 là cái số thuộc hành mộc. Số 3 theo quan niệm của người phương Đông là con số tài,
có nghĩa là gì? Tài giỏi, tài năng. Nó sẽ giúp cho chủ nhân phát triển hết cái khả năng của mình, có sự sáng tạo trong công việc, đem tới nhiều cái tài lộc. Đấy. Nếu mà số điện thoại của bạn kết thúc bằng số 3 thì người này có tài vận tương đối là thịnh vượng. Thường có may mắn nó đến một cách bất ngờ, đến mức là gì? Mình không kịp trở tay. Cũng có lúc bạn thiếu tiền, cũng có lúc thì các mối quan hệ với những người xung quanh ấy, nó không được hòa thuận. Nhưng vì là họ là những người biết được cái thế mạnh của mình ở đâu, không ngừng hoàn thiện bản thân, thường xuyên giúp đỡ những người khác, nên sớm muộn gì thì mọi thứ cũng sẽ trở nên được thành công tốt đẹp. Cái sự nghiệp thì ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Có chăng cái lúc này ấy, thì lúc gặp khó khăn thì công việc cũng chỉ chững lại một chút, chứ ít khi có khả năng đi xuống. Những người sở hữu số điện thoại mà kết thúc bằng cái số cuối là số 3 sẽ gặt hái được cái thành công không tưởng và có cái cuộc sống ấy, tương đối là viên mãn về sau. Đó. Thứ ba, cái số điện thoại kết thúc là gì? Đuôi số 5. Đó. Số 5. Thì cái theo quan niệm của người phương Đông, số 5 nó tượng trưng là gì? Là số sinh, mang cái ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở, phát triển một cách trỗi dậy. Nó cũng là biểu thị cho ngũ hành tương sinh, tương khắc, là cái con số đem lại nhiều cái may mắn. Cái số 5 là con số mà khá là vẹn toàn. Đấy. Nó được mệnh danh là con số thần linh. Số 5 trong cái mệnh lý ấy, được xem là đủ đầy ngũ phúc lâm môn, nên tượng trưng cho cái những cái điều may mắn. Ngũ phúc bao gồm gì? Trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện trung. Ngũ phúc hợp lại mới tạo thành một cái cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Đừng có dại gì mà đổi số, bởi cái đuôi số 5 này sẽ mang lại nhiều cái tài vận, nhiều cái vận may cho quý vị. Ít nhất là trong sự nghiệp thì cũng được thăng tiến. Mặc dù là hiện tại ấy, thì chưa có cái thể hiện rõ ràng, nhưng trong tương lai thì cái điều đó lại rất dễ xảy ra. Đó. Và cái con số may mắn thứ tư thì đó chính là số 6. Số 6 ấy, theo quan niệm của người phương Đông ấy, thì người Trung Hoa rất thích cái số 6. Và khi trong dãy số điện thoại ấy, có nhiều số 6 ấy, thì họ sẽ tiến hành mở cái cuộc đấu giá. Với họ, đây là cái con số cực kỳ may mắn, đem lại cái thành công liên tục cho gia chủ. Tuy rằng sẽ có một cái thời kỳ khó khăn, nhưng về sau ấy, thì ngày càng thuận lợi. Thời gian sẽ phản ánh được cái sự may mắn của cái con số 6 này. Càng về sau, các bạn sẽ càng thấy được cái tài vận của con số này mang lại, là cái con số đem lại cái tiền tài của cải. Điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được nó. Trong cuộc sống, cái số 6 ít được ưa chuộng, đặc biệt là số 6 trong cái sim điện thoại. Nếu số điện thoại của bạn ấy kết thúc bằng số 6 thì các bạn nên giữ lại con số này để cuộc sống của các bạn luôn được gì? Bảo vệ. Khi mà các bạn làm bất cứ điều gì thì cũng không phải lo lắng do nó gặp trắc trở. Trên thực tế, đây cũng là con số rất tốt trong kinh doanh, trong các nhà hàng ấy, thì rất quan trọng con số 6 này. Thì ngoài ra cũng là con số mà được nhiều cái thương gia yêu thích, có thể giúp cho họ phát tài, phát lộc, lại phát triển hơn, thậm chí là gì, gấp hàng mấy chục lần. Đó. Tiếp theo con số may mắn thứ 5 thì đó chính là số 8 ấy. Thì số đuôi điện thoại là số 8 ấy. Số 8 được đánh giá là con số gì, hoàn toàn may mắn. Số 8 mang đến cho nhiều cái tài vận. Số 8 sẽ giúp cho chủ nhân đấy thuận lợi trong con đường làm ăn, sự nghiệp, học hành thì được thăng tiến. Số 8 còn tượng trưng cho 8 hướng của bát quái, của bát tiên. Vì thế, số 8 không hề là kén chọn bất cứ ai. Mọi người, mọi đối tượng thì đều có thể sở hữu cái số 8 may mắn này cho bản thân. Và không chỉ riêng số cuối sim điện thoại, mà biển số xe cũng vậy. Người ta cũng rất ưa chuộng cái con số 8 này vì ý nghĩa phát tài phát lộc của nó. Một số ví dụ cho dãy số điện thoại hoặc là số xe đẹp như số 8 như là gì? 1828, 38, 48, 58, 68 hoặc là 08 đúng không? 86 như là 1828 này, 0808 này, 6868. Cái số đuôi của số điện thoại là số 8 ấy, thì không chỉ đem lại cái may mắn, tiền bạc và danh tiếng, mà nó còn giúp cho chủ nhân ngăn chặn được những cái ảnh hưởng xấu từ bên ngoài đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nếu mà ai mà may mắn có được cái cặp đuôi sim số điện thoại là các cặp số sau, thì bạn hãy vui mừng vì đây chính là những con số may mắn mang đến cái tài lộc bất ngờ cho bạn. Thứ nhất là gì? Cái cặp đuôi 39 có nghĩa là gì? Thần tài nhỏ.
79 là thần tài lớn. Sim điện thoại mà sở hữu một trong hai cặp số này thì cũng giống như bạn đang thờ ông thần tài ở trong nhà vậy. Tiếp theo là cặp 8668, đúng không? Tức là gì? Phát lộc, lộc phát. Thì người xưa cũng cho rằng đây là cái cặp số rất là may mắn cho các bạn nếu mà đang gặp mọi chuyện trong vấn đề làm ăn, trong vấn đề buôn bán. Tiếp theo là cặp số 33668899, đúng không? Là gì? Tài tài, lộc lộc, phát phát, trường cửu, trường cửu. Thì đây là những cái cặp số mà cực kỳ hên. Nếu ý nghĩa của hai số sim điện thoại của các bạn là những cái cặp số này thì các bạn cũng nên giữ lại chúng một cách cẩn thận. Cặp số 09 được coi là cặp số cân bằng âm dương, 19 là cặp số gì về sức khỏe và tuổi thọ. Đặc biệt khi mà các bạn chọn các số có đuôi thuộc các cặp sao đẹp trong du niên cải vận ấy, thì cũng rất là tốt. Một, sao sinh khí. Thì sao sinh khí nó là sao tốt nhất trong du niên đính chính vận, là gì? Tạo ra sinh khí, tạo ra cái sức sống và sức khỏe dồi dào cho con người, giúp cho con người có một cái thể trạng tràn đầy cái năng lượng. Nó bao gồm các cặp số sau này: 7667 này, 3993, 1441, 2882. Thứ hai là sao diên niên hay còn gọi là phúc đức, là gì? Là sao hòa thuận, tốt cho cái sự nghiệp và quá trình ngoại giao. Gặp được sao này thì tài vận rất tốt, sống thọ khỏe mạnh, vợ chồng thì được hòa khí. Nó bao gồm các cặp số là 1991, 3443, 6226 hay là 7887. Tiếp theo sao thứ ba là sao thiên y. Sao thiên y là sao chủ về tài lộc và sức khỏe, được vượng tài vượng lộc, đúng không ạ? Nó bao gồm các cặp số là gì? 2772, 6886, 4994, 1331. Sao phục vị là sao mang lại cái sự bình yên, được phúc trời ban, có thể làm những cái việc mà những người khác không thể làm để thu hút được cái tài lộc may mắn. Quý vị thân mến, bên cạnh số điện thoại là 5 số trên thì đuôi số điện thoại gồm 2, 3, 4 số để đánh giá cái vận trình của người đó có gặp may mắn, cát lợi hay là không. Có rất nhiều đuôi sim từ 2 số tốt lành trở lên ấy, thì đang được rất nhiều người săn tìm. Những dòng sim mà có đuôi số may mắn phổ biến theo quan niệm hiện nay ấy, và những ý nghĩa ẩn tàng chứa đằng sau những cặp số may mắn này sẽ góp phần tăng thêm những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mỗi người. Dưới đây là một số dòng đuôi sim may mắn được sử dụng phổ biến hiện nay và nó cũng có cái giá khá là cao. Là số cuối điện thoại may mắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái dạng lặp này ấy, là tập hợp và tập con của cái số có ý nghĩa may mắn nó xuất hiện ở cuối dãy số sim điện thoại. Thứ nhất là số 6. Thì theo cách đọc đồng âm ấy, thì số 6 có nghĩa là lộc, đúng không ạ? Ý nghĩa về cái sự thịnh vượng, tài lộc và cái sự may mắn. Con số này xuất hiện ở đuôi sim, ngoài ra nó còn có ý nghĩa về sự bình an và sự yên ấm trong gia đạo. Thứ hai là số 8. Thì số 8 nó mang cái ý nghĩa của sự thành công. Mọi sự phát triển đều đi theo cái chiều hướng đi lên. Con số này có thể để lại một cái tương lai sáng lạn, tươi đẹp và toàn vẹn. Số 9. Đây là những con số tượng trưng cho cái ý nghĩa bất diệt hoặc là sự trường tồn, là số lớn nhất trong dãy số tự nhiên có một chữ số. Con số này có thể hiện cái ý nghĩa về cái quyền lực đấy, cũng như là cái sự vĩnh cửu khi mà nó lặp đi lặp lại. Những con số có ý nghĩa may mắn ở đuôi sim điện thoại ấy, nó được hiểu với cái ý nghĩa là tốt lành, tăng thêm được nhiều lần. Điển hình là cái sim tam hoa như là gì? 666 này, hoặc sim tam hoa 888, sim tam hoa 999. Với ý nghĩa lặp đi lặp lại của con số cuối thì mang cái ý nghĩa may mắn được gấp 2-3 lần. Nếu mà nó lặp lại 4 lần thì gọi là sim tứ quý, lặp lại 5 lần gọi là sim ngũ quý, lặp lại 6 lần gọi là sim lục quý, v.v. 2. Số điện thoại may mắn là cái bộ số đặc biệt ở cuối sim. Hiện nay có một số cái bộ đôi có ý nghĩa cực kỳ may mắn, đặc biệt đấy, được không ít người dùng rất là ưu ái. Luận ý nghĩa của các cặp số đuôi này như sau này. Thứ nhất là đuôi 2668, đuôi sim 2668 cho biết về người chủ nhân ấy, của dãy số sim này sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong công việc làm ăn cũng như là gì trong cái đời sống hiện tại. Đuôi sim 2378, cái bộ số này sẽ mang ý nghĩa cát lợi, có lộc về cái phương diện tiền bạc và gì đặc biệt là lộc về cái lĩnh vực đất đai. Tiếp theo là đuôi sim 0279, thì đây là cái bộ số thể hiện cái ý nghĩa cát lộc đem lại trong cái việc kinh doanh. Đuôi sim 1486 dịch nghĩa bộ số này là một năm cả bốn mùa được phát lộc. Đuôi sim 4078 ý nghĩa của bộ đuôi sim này
là bốn mùa trong năm ấy không lo gì, không lo thất bại. Với những người sở hữu đuôi sim 1368 thì tượng trưng cho gì? Sinh tài sinh lộc, nên là được lộc kinh doanh, được lộc làm ăn. Nhiều người thì lại may mắn về cái mặt tiền bạc. Thì ngoài cái bộ số cuối của điện thoại may mắn kể trên ấy, thì người ta cũng không ngừng săn lùng tìm cái bộ đuôi sim vừa mang cái ý nghĩa may mắn, lại vừa có hình thức ấn tượng với cái bộ số tiến lên. Điển hình đó là dãy số sim đuôi 1234. Ý nghĩa của dãy số tiến này là tay trắng đi lên, một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh, tượng trưng cho cái ý nghĩa về cái danh vọng, về tiền bạc cũng như là cái hạnh phúc đều đầy đủ và bền vững. Đuôi sim 5678 thì đây là cái bộ số của sự thăng tiến trong công việc, trong địa vị, công danh, tấn tài, ấn lộc, hay còn được gọi là cái bộ sim xanh tứ tài lộc, hoặc là gì, kích tài vận, độc chất vô nhị. Đuôi sim là 6789 là cái bộ 4 sim số được. Đuôi sim 6789 là bộ 4 số được gì tiến hành đánh giá là đẹp nhất trong các bộ số tương tự, trong bộ số tự nhiên. Với cái ý nghĩa của bộ số này là may mắn tới nhà đó, và gì hái được nhiều cái tài lộc. Thì ngoài ra cũng có các ý nghĩa là san bằng tất cả. Thưa quý vị, bên cạnh những cái bộ số cuối của sim điện thoại may mắn thì giới săn sim còn lưu ý những cái bộ đuôi không may mắn nên tránh sử dụng, như là gì, đuôi sim 4953 với cái ý nghĩa là gì, 49 chưa qua, 53 đã tới. Thứ ba là sim có số cuối điện thoại mà có cách tính theo gì chia cho 80, thì đây là loại đuôi số điện thoại may mắn dựa vào cách tính 4 số cuối của điện thoại chia cho 80, được dùng tương tự phổ biến nhất hiện nay. Và theo cách tính này thì kết quả của phép tính chia cho 80 sẽ cho ra gì, các kết quả các, thì đó là gì, cái số điện thoại may mắn. Và ngược lại ấy, thì nó là số điện thoại gì xấu. Cụ thể, nếu mà qua cách tính toán, kết quả cho các con số là gì, 01, 05, 11, 15, 18, 21, 24, 38, 46, 64, 66 và 78 thì số điện thoại đó là sim may mắn. Còn ngược lại, nếu mà kết quả cho ra 04, 12, 20, 26, 33, 41, 45, 55, 68, 71, 75 thì theo quan niệm đó sẽ là những cái số điện thoại không mang lại cái may mắn cho gia chủ. Ở trên đây là những cái đuôi sim số điện thoại may mắn khiến gia chủ phát tài phát lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào mà tôi đã chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.